Ngay lúc này tìm đến tận nơi chị Gấm ở ngày xưa, bà con hàng xóm ai hấy cũng bức xúc cho câu chuyện của chị Gấm thiếu nữ va chạm với con chó trở thành người thực vật trong suốt thời gian qua. Và để hiểu hơn câu chuyện này như thế nào thì Thái mời cô chú anh chị gặp trực tiếp con gái của chị Gấm để hiểu hơn câu chuyện này nhé. Đây bà con tập trung rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. Đây bà con quá trời đông luôn nè. Trời ơi, thì đó. Thì hôm nay là đến tặng phòng trọ của chị Gấm ngày xưa ở. Thì bà con ở đây thì tập trung rất là đông luôn nè. Con Gấm rất là hiền, ai là hiền, ở đâu ai cũng thương hết trơn á. Là ngày xưa là chị Gấm ở đây là hiền đúng không hả cô? Nó hiền hồi đó đến giờ, mà không biết chạy xe luôn. Hiền không có chưa biết đờ, không biết lòng ai người nào hết trơn á. Ở đây là dân nghèo khổ mà làm mướn làm sao. Dạ. Đi ghe mua dây chai gì lộn hủ mua mình đá chơi. Ở chợ ở Thanh đó. Quá trời đông rồi chú chị ơi. Chưa giờ biết mít lòng với xóm thôi chứ biết làm một đứa nữa chứ rất là hiền luôn. Mà không biết chạy xe đậu hết trơn á. Ta cũng đi sẽ ấy tiền đặng gửi cho bà Gấm đi nằm viện nằm ở đó mà nó còn nói là không có tiền không có gì nữa mà chết mà. Cái này lúc mà không tiền luôn hả con? Dạ, người ta chơi xin mớ tiền đặng cho bà Gấm đi ra ngoài cũng nằm viện ở ngoài xong xuôi rồi á cũng đó 15 triệu rồi. Rồi con gái chị Gấm như thế nào sao? Như là giữ 10 mấy triệu đó là không đóng tiền viện phí, có đóng viện phí rồi có người ta lại người ta đóng tiền, có nhiều người tài trợ cho lắm, người ta cũng cho mấy người người ta vô đóng tiền chứ anh chơi khơi nằm ở đâu ai mà cho? Có nghĩa là chị nói là từ cái lúc mà chị Gấm chị bệnh á là có nhiều người quyên góp để mà hỗ trợ cho chị, nhưng mà khi mà anh đúng mà lên video á. Nói là không có ai tài trợ, đúng không? Đúng rồi, người ta đi ăn vô bệnh viện tỉnh, anh hỏi trực tiếp bác sĩ luôn. Không, cái này là anh hiểu nè, nói chung là những cái chi phí là lúc đầu là ông đúng, ông nói rằng là ông đóng chỉ được có 2 triệu thôi. Sau đó là trong bệnh viện là người ta sẽ ký sổ, là toàn viện tới bây giờ là 33 triệu là ký nợ. Có mấy cái giấy nằm viện vô với lại có cái anh kia anh cho anh lại bác sĩ đóng luôn. Cái giấy nhưng mà trong cái lắm. Nhưng mà cái đó là ký nợ. Tham cái nợ là đợt trước. Còn đóng là đóng cũng hơi nhiều ha. Chạy qua lấy đi. Nhiều, đúng rồi. Đóng từ đó giờ nhiêu rồi chị? Không có đóng, em chỉ anh xin được bao nhiêu tiền chị cho em hỏi là chị Gấm với anh đúng này là mình quen nhau bao lâu rồi chị? Em với anh đâu. Đúng rồi, đâu hỏi con người ta đi, hỏi em mới nói người đi. 3 năm. Gửi, con gửi người ta đó. Còn gửi người ta đó. Nó sai sự thật hết trơn à. Thì chị Gấm này là lại đây ở bao lâu rồi? Ở đây nào cũng giờ luôn á. Ở ngày nào được giờ đúng nha. Chị có biết là hai người đó quen nhau làm sao không? Thì nghe nói là cũng đi lượm đi ghe quen đó, rồi lần này nó nói nó đi ghe về nó cũng quen. Sao mà quen hai nhau người, hai người đi lượm ghe chai ha. Sau này ở với Gấm đi lượm ghe chai. Nhưng mà nghe nói là ở đây rồi sau có thời gian là hai vợ chồng là nghe nói là có xích mích ha. Đúng rồi, có xích mích không? Có xích mích không? Có xích mích. Hầu như là xích mích lâu lâu mới xích mích hay là ngày nào cũng xích mích? Không, lâu lâu mới xích mích. Xong có đầu hai đứa ở lại nữa. Có tác động gì không? Có tác động đó thì em không biết, tại vì trong ở nhà trọ ở đây nó muốn mới lại á. Dạ dạ, mướn ở dưới hả? Còn cái sự việc mà chị Gấm chị té đó là ở đây hàng xóm mà có ai thấy không ta? Không có ai thấy, không phải té ở đây luôn nữa. Mà không biết có phải té hay là không nữa. Có là mình chưa xác định ha. Không có xác định nữa. Tại sao mà té nói là chiếc xe gãy ra làm hai. Tại sao nói thì nguyên chân mà con kia thì phải nằm tại chỗ. Nó không phải té ở đây luôn nữa. Không biết có té hay là không. Lúc đó là chính miệng là anh đúng nói là xe gãy ra làm hai. Đúng nói là chiếc xe gãy ra làm hai luôn. Cái đó là mình không chính xác nữa. Nói chung là mình cũng phải tìm hiểu hồi thêm nữa. Sớm thì xác định là nó không có té xe vì nó không biết chạy. Nhưng mà nó chạy hả?
Cô ơi, cái đó là không biết chạy nhưng mà anh đúng chở người vợ. Nói là đúng chở gấm. Đúng chở chứ không phải là. Nhưng mà nói chạy chạy lúc nào. Thôi bây giờ người dân người ta bức xúc, người ta lên tiếng cái câu chuyện của chị gấm với anh đúng của chú chị. Nói là không có đúng sự thật. Đó, hôm nay là bà con hàng xóm ở đây tìm đến, bà con hàng xóm ở đây rất là bức xúc luôn. Nó quá trời đông của chú anh chị ơi. Có ba đứa con rồi đó hả? Ba đứa con luôn ha. Giờ đây giờ tìm tới phòng trọ của con gái của chị gắm rồi chú anh chị. Gái của chị gắm nghe cô chú anh chị. Xôn xao. Ai? Lúc đó hả? Chị gắm ấy ha. Chị gắm là ở chỗ nào? Đâu. Cái bố đi chơi sớm về con đó. Nó có đứa con một nhỏ này tỉnh tỉnh không có đủ hột nữa. Còn mấy đứa? Đứa một nè, mà ba đứa con ba đứa cháu đi nhỏ vậy đó. Đưa cho ngoại nha. Bằng đây là ngay chỗ cái thao đó đó để cái bố nằm. Sao con không lên thăm mẹ? Dạ, con cũng đã tham hoài á. Dạ. Thì đâu rồi không ai giữ con ba đứa lận. Con tên gì? Lụa. Lụa ha. Gắm lụa đó. Gắm lụa. Làm nghề gì? Làm nghề gì? Ba giữ ba đứa nhỏ này xong hết thời gian rồi còn gì? Chồng đâu? Ba mẹ hai mẹ con thương nhau lắm nhưng mà sao đi. Lúc trước chị gắm ở chỗ nào? Ở chỗ nào? À, nằm đây ha. À. Có nhà ở dưới nhà. Ở đây nhậu cảnh nhà. Dân sung sướng bây giờ nhà ăn nhậu rồi đó. Ba đứa nhỏ 20 tuổi ha cưng gái. 20 tuổi rồi. Ba đứa có nhà trọ không? Mày chắc sinh năm 1 không quá. Tối cưng ngủ ở đâu? Ngủ đây nè, lúc trước ngủ đây nè. À, là ngủ đây luôn ha. Dạ. À, là... Bữa cái bố quả đây nè. Ủa ngủ ở đó là sao? Con gắm á, con gắm. Ngủ bên đó là sao? Bố ở đây. À, đó, như vậy hả? Kéo em phải ở trọ sao? Kéo áo em bé xuống. Nhưng mà bây giờ con á là con ngủ ở đâu? Con muốn nhà trọ ha. Dạ. À, lúc con nhỏ nhỏ là bệnh viện không có cho vô. Có con nhỏ ha, mình bỏ con nhỏ ở ngoài không được. Thì nên mình không có vô thăm chỉ có một lần thôi. À, có ha. Cũng như là mình có một bánh thăm. Dạ. Rồi bé giùm đi. Cũng đã không có mẹ nó nằm đây nó cũng ngồi đây nó ăn mẹ nó chăm mẹ nó vậy. Nhiều khi gửi cho một chút chăm sóc mẹ nữa. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đặt giá nó đi được lần tại ba đứa ai giữ giùm ở đây đây là muốn con ai giữ giùm. Dạ. Chúng mình sớm mua dây chai làm nước thôi đồ con đi ghe rồi con ngày. Dạ. Đây là chỗ hết đồng bộ. Mấy bữa nay sao chúng mày không ra ngoài thăm mẹ? Dạ, ba đứa nào không đi được. Ba đứa nhỏ không đi được ha, dạ. Quá nhỏ ha. Rồi chồng đâu sao không giữ? Dạ. Chồng đâu sao không giữ? Chồng cũng mất đi nặng nữa không ai giữ tiếp. Đứa nhỏ quá, đâu có bỏ nhà về luôn. Về con bé này bú sữa mẹ nữa, đâu có bú sữa ngoài đâu. Đâu, cái nhà mình ở đâu? Nhà trọ mình ở đâu? Nhà trọ của người ta không à, xin ngủ nhờ đây nè. Con gắn là bệnh lúc đẹp dáng về là xin ngủ nhờ tại đây. Lụa. À, lụa. Mẹ gắn con lụa. Ờ, mẹ cũng đó. À, nhờ ý ra sự việc đó, con có biết không? Lúc ổng nói là phải chạy xe, con hỏi chú á, bà không biết chạy xe. Bà đi đâu con chở hết. Ừ. Bà ổng nói là nhé con chó á, rồi lúc ổng nói người ta là bị ma xô. Rồi lúc ổng nói người khác á là xuống vô cái cầu, cái xe nó thùng hai, hỏi chú tin không? Ai tin nổi không? Con không tin rồi. Tin không tin sao? Đây đây đi ra quán đi. Đi.
Rồi.